Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Và Vật. Thì hôm nay mọi người hãy cùng em đi tìm hiểu về một chiếc máy quét băng truyền của hãng Opticon. Thì đây Opticon là một hãng đến từ Nhật Bản nha mọi người. Thì dòng máy này là được sản xuất cũng như là xuất xứ 100% của Nhật Bản nha. Thì cái mà em muốn giới thiệu với mọi người về chiếc máy băng truyền Opticon có model đó là NVL3101. Đây là một dòng máy quét băng truyền 2D. Thì như mọi người biết thì Opticon cũng có một số dòng máy quét băng truyền khác, ví dụ như 1D là có là NVL1001 hoặc là NVL4001. Thì hôm nay mọi người cùng em xem và đánh giá về cái khả năng đọc của chiếc máy NVL3101 này nha. Thì em xin điểm qua một số cái thông số của máy. Thì NVL3101 thì mọi người có thể thấy là có hai đèn ha, đó là một đèn LED màu đỏ và cũng như là một đèn LED để mình nhìn hình cái mặt màu xanh ha. Đây thì về khả năng đọc của nó thì theo thông số của máy thì nó có thể đọc được 60 khung hình trên một giây, 60 khung hình trên một giây nha, 60 frames per second nha. Đó. Rồi thêm một số cái là thì nó tại vì đây là một dòng máy 2D và có thể lên trên nó có thể scan tất cả các loại mạng 1D và mạng 2D QR code data matrix hoặc là 1D như là UPC A hoặc là UPC E ra, hầu như rất là nhiều mã code 39, code 128 hoặc là code 93, code AV3, đây là rất nhiều cái mạng khác nhau thì chiếc máy này có thể là quét được cũng như là một số mạng 2D nha nha mọi người. Thì em sẽ quay thử xem cái khả năng đọc của nó, ứng dụng của nó trên băng truyền thế nào. Thì trước tiên thì mình mọi người cùng xem cái cổng kết nối của nó. Mặt đến ban đầu đó là cổng USB, đây mọi người có thể thấy ha, đi kết nối cũng tương đối dài, chắc là tầm khoảng 2 mét. Đây cổng kết nối của nó là cổng USB. Thì mình có thể là bên hàng của chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn cho mình có thể là lựa chọn cổng lưới 232 và có nguồn đi kèm, và thêm một cái nữa đó là cổng cable nếu mà mình cần. Tiếp theo thì chiếc máy này thì theo thông số thì nó đang có tiêu chuẩn công nghiệp đó là IP65, tiêu chuẩn cũng khá ổn cho mình sử dụng trong cái môi trường công nghiệp. Đây vậy em sẽ tiến hành cắm vào và test thử cái khả năng quét của nó ha. Này mọi người có thể nhìn thấy thường thường thì máy bật băng truyền thì mình sẽ đặt cố định và những cái bật còn lại thì sẽ có di chuyển qua. Thì trên đây em có một số mà bật rất là nhỏ ở đây nhá, thì em sẽ test thử cho mọi người xem về máy này nó có thể đọc tốt những cái bật nhỏ như thế này không nhá. Em quay máy tính ra luôn để có thể xem tiện hơn ha. Đây ví dụ như em trên cái đây nhá, di chuyển nó đọc rất là dày nhá, nó đọc rất cũng khá là tốt đây. Cái khoảng cách em đang để là chắc độ tầm 20 cm này, khoảng tầm 20 cm nha. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy là nó có một cái màu xanh để định hình đó, màu xanh để mình định hình cái vị trí của barcode và đèn màu đỏ ở phía bên ngoài để mình phụ trợ thêm chiếu sáng thêm. Này phía sau này em cũng có một cái barcode nhỏ ở đây thì sẽ thử nó đọc có tốt cái barcode này không. Đây đang để cái khoảng cách là tầm cỡ 20 nhá, để em đi lại ha. Đó. Nó đọc cũng tương đối là ổn nhá. Thì tại vì chiếc máy này thì nếu mà đánh giá chung thì nó đọc cũng khá là tốt được cái mã vật ha. Đó, khá là nhạy, nhưng cái vùng quét của nó thì cũng là tương đối là nhỏ, hạn chế. Nếu mà mình di chuyển không có đúng cái vùng quét của nó thì cũng rất là khó đọc. Thì em thử trên cái bề mặt cong, một cái mã vạch trên cái bề mặt cong ha, nó mình đọc là được đó. Được khá là ổn trên cái bề mặt cong nha. Có một cái yếu điểm của nó thì cái vùng quét của nó là cũng không có được lớn lắm, nên thành ra là những cái mà mình nếu mình dán ở nhiều vị trí khác nhau thì nó cũng hơi là khó đọc. Rồi em giới thiệu cho mọi người về cái khả năng đọc của con máy quét băng truyền Opticon NVL3101 này. Thì như mọi người có thể thấy là cái điểm mạnh của nó thì nó có thể là quét rất là nhanh và vùng quét rất là nhanh những cái mà mình có kích thước nhỏ hoặc là
kích thước khá là nhỏ, hoặc là cái từ cái bảo vật mà mình có thể là dán trên cái bề mặt cong thì nó cũng có thể là xử lý được, nhưng cũng có một cái hạn chế của nó là cái vùng quét, tại vì đây là mọi người thấy là cái quét cũng khá là nhỏ ha, nên thành ra là cái vùng quét của nó thì cũng khá là hạn chế ở là trong một cái khoảng quét thôi ha. Nếu mà mình để quá xa thì nó lại không có thể, nó sẽ không thể sẽ xử lý được những cái bảo vật quá xa, và nếu mà mình để lại gần hơn một chút ở tầm 20 cm thì nó lại là cái vùng quét nó lại bị hạn chế nhỏ hơn một chút. Thì đó là cái, thì nếu mà mọi người tùy theo những cái nhu cầu khác nhau thì mình có thể là lựa chọn những cái dòng backpack khác nhau, thì đây cũng là sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý cho mình nếu mà mình sử dụng ở trên băng tuyền chạy vừa phải, với lại là cái vùng quét không cần quá lớn. Thì nếu mọi người là cần tư vấn thêm hoặc là có cần biết thêm thông tin về những cái dòng máy quét băng tuyền, mọi người có thể liên hệ tới Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioibaovat.com, thì bên em sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ tất cả mọi người. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.